Tất cả thế giới, tất cả lời nói an lập, các pháp như vậy đều đồng với nhau. Trí huệ đó vô ngại, đều biết như thật. Đắc được tâm vào vô biên pháp giới, trong mỗi mỗi pháp giới, thâm tâm kiên cố an trụ. Thành tựu hạnh vô ngại, dùng nhất thiết trí, dùng mãn các căn, vào trí huệ chư Phật, chánh niệm phương tiện, thành tựu công đức rộng lớn của chư Phật, đầy khắp pháp giới và khắp tất cả các thân Như Lai, thị hiện hết thảy thân nghiệp của các Bồ Tát. Tùy thuận tất cả lời lẽ thế giới, sẽ nói các pháp, đắc được thần lực gia trì trí huệ ý nghiệp của tất cả chư Phật, sinh ra vô lượng phương tiện khéo léo, trí bát nhã, phân biệt được các pháp. Trí huệ rất vi tế, như đã nói như vậy, tất cả thế giới, tất cả lời nói, pháp an lập, nếu phân tích ra, phải có trí huệ rất vi tế và đồng với những pháp đó, trí huệ đó vì dùng vô ngại. Bồ Tát đều biết như thật, tâm vào được vô lượng vô biên pháp giới, ở trong mỗi pháp giới thâm tâm kiên cố an trụ, minh bạch hiểu rõ pháp đó, thành tựu hạnh viên dùng vô ngại, dùng nhất thiết trí huệ, dùng mãn mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn vào trong đại trí huệ của mười phương chư Phật, chánh niệm phương tiện, thành tựu viên mãn công đức rộng lớn của mười phương chư Phật, đầy khắp mười phương pháp giới và khắp thân của mười phương chư Phật, thị hiện hết thảy thân nghiệp của tất cả Bồ Tát, tướng tốt trang nghiêm, tùy thuận lời lẽ của tất cả thế giới, diễn nói tất cả các pháp, đắc được đại oai thần lực gia trì trí huệ ý nghiệp của mười phương chư Phật, sinh ra vô lượng vô biên công đức phương tiện khéo léo, phân biệt tất cả pháp, nhất thiết chủng trí chiếu soi tất cả các pháp, dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, sinh ra nhất thiết trí rất vi tế, đó là trí rất vi tế biết tất cả cõi, trí rất vi tế biết tất cả chúng sinh, trí rất vi tế biết tất cả pháp quả báo, trí rất vi tế biết tất cả tâm chúng sinh, trí rất vi tế biết tất cả thời thuyết pháp, trí rất vi tế biết tất cả pháp giới, trí rất vi tế biết tất cả tận cõi hư không, trí rất vi tế biết tất cả lời nói, trí rất vi tế biết tất cả hạnh thế gian, trí rất vi tế biết tất cả hạnh xuất thế. Bồ Tát dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước không ràng buộc, tụ tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, sinh ra tất cả trí huệ rất vi tế, mới minh bạch được tất cả đạo lý. Đó là: một, nếu muốn biết tất cả cõi nước chư Phật, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. Hai, nếu muốn biết tất cả căn lành, căn tánh chúng sinh, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. Ba, nếu muốn biết tất cả pháp quả báo, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. 4. Nếu muốn biết tất cả tâm niệm của tất cả chúng sinh đang khởi vọng tưởng gì, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. 5. Nếu muốn biết tất cả thời gian thuyết pháp, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. Các vị, nghe pháp có thể tiêu trừ ngu si, tăng trưởng trí huệ. Nếu không nghe pháp, thì cả ngu si, nếu không minh bạch Phật pháp, thì sẽ sinh ra tà tri tà kiến, làm việc điên đảo, đó là vì không có trí huệ. 6. Nếu muốn biết tất cả áo diệu của tất cả pháp giới, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. 7. Nếu muốn biết tất cả nhân duyên ba đời tận cõi hư không, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. 8. Nếu muốn biết tất cả lời nói, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. 9. Nếu muốn biết tất cả hạnh thế gian nên tu như thế nào, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. 10. Nếu muốn biết tất cả hạnh xuất thế gian nên tu như thế nào, phải có trí huệ rất vi tế mới hiểu biết được. Cho đến trí rất vi tế biết tất cả Như Lai đạo, tất cả Bồ Tát đạo, tất cả chúng sinh đạo, tu hạnh Bồ Tát chủ đạo Phổ Hiền, hoặc văn hoặc nghĩa đều biết như thật, sinh trí như bóng, sinh trí như mộng, sinh trí như huyễn, sinh trí như vang, sinh trí như hóa, sinh trí như không, sinh trí như tịch diệt, sinh trí tất cả pháp giới, sinh trí không chỗ nương, sinh trí tất cả Phật pháp. Cho đến biết tất cả Như Lai đạo làm thế nào tu hành, biết tất cả Bồ Tát đạo làm thế nào tu hành, biết tất cả chúng sinh đạo làm thế nào tu hành, phải cần có trí huệ rất vi tế này mới biết rõ ràng được. Tu hành hạnh Bồ Tát chỗ nơi đạo Phổ Hiền, hoặc kinh văn hoặc kinh nghĩa đều biết như thật. Đối với tất cả chúng sinh thế gian, sinh ra trí huệ như bóng, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như mộng, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như huyễn, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như vàng, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như hóa, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như không, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ tịch diệt,
Sinh ra trí huệ, tất cả pháp giới. Sinh ra trí huệ, không chỗ nương tựa. Sinh ra trí huệ, tất cả Phật pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, để hồi hướng, không phân biệt là thế gian hoặc pháp thế gian, không phân biệt là Bồ Đề hoặc Bồ Đề Tát Đoà, không phân biệt hạnh Bồ Tát hoặc Đạo Xuất Ly, không phân biệt là Phật hoặc tất cả Phật pháp, không phân biệt điều phục chúng sinh hoặc không điều phục chúng sinh, không phân biệt căn lành hoặc hồi hướng, không phân biệt mình hoặc họ, không phân biệt vật thí hoặc người nhận, không phân biệt hạnh Bồ Tát hoặc đẳng chánh giác, không phân biệt pháp hoặc trí. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Đại Bồ Tát, tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ công đức, dùng tâm giải thoát thành tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, để vì tất cả chúng sinh hồi hướng, không phân biệt là pháp thế gian hoặc là pháp xuất thế gian, không phân biệt là Bồ Đề hoặc là Bồ Đề Tát Đoà, không phân biệt là Bồ Tát hạnh hoặc là Đạo Xuất Ly, không phân biệt là Phật hoặc là tất cả Phật pháp, không phân biệt là chúng sinh điều phục hoặc là chúng sinh không điều phục, không phân biệt là căn lành hoặc là hồi hướng, không phân biệt là mình hoặc là họ, không phân biệt là vật bố thí hoặc là người nhận, tức cũng là không có người bố thí, cũng chẳng có người nhận, ở giữa chẳng có vật thí, tất cả đều chẳng có, do đó tâm luôn thể không, không phân biệt là Bồ Tát hạnh hoặc là đẳng chánh giác, không phân biệt pháp hoặc trí, tóm lại tất cả đều chẳng phân biệt, tất cả đều không chấp trước, tất cả đều không ràng buộc. Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy: tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thân giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, miệng giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, nghiệp giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, báo giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thế gian giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, cõi Phật giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, chúng sinh giải thoát không chấp trước, không ràng buộc,